Sau trận mưa lớn, tuyến quốc lộ 14B đoạn qua địa bàn huyện Đại Lộc thuộc tỉnh Quảng Nam đã xuất hiện một hố tử thần gây chia cắt giao thông. Hố tử thần xuất hiện tại km 45 779 trên quốc lộ 14B vào khuya ngày 14 tháng 10. Trong lúc lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam đi tuần tra, thì ngay sau đó lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn hai bên đầu cầu, không cho phương tiện qua lại. Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết do mưa lớn khiến cho nước từ dưới suối dâng cao lên mặt cầu. Với lực nước chảy mạnh, lại xiết đã đánh khiến cho mặt cầu bị sạt lở, xuất hiện một hố tử thần với bề rộng khoảng 2 mét, sâu khoảng 8 mét.